Hello, xin chào mọi người nha. Đây, Antasi đã phát hiện ở trên Khyber có một con kỳ nhông. Đó. Đây, kỳ nhông ngũ sắc nha mọi người. Đấy, còn là kỳ nhông vảy. Đây, kỳ nhông gấm cũng được mọi người. Rất là xa cho nên Antasi không thể nào mà tiếp cận nha mọi người. Đây, chạm đuôi chúng rất là khó nha mọi người. Đây. Em mất tiêu rồi. Bye bye, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Xa quá mà.